Thưa quý vị, thời gian gần đây khi chuộng bồ kết thúc một số cánh đồng tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An trở thành cánh đồng diều. Giữa cánh đồng mênh mông lộng gió còn thơm mùi xạ mới, những cánh diều tung bay có cả diều cỡ lớn tạo hình các nhân vật phim hoạt hình được nhiều em nhỏ yêu thích. Nếu thế hệ 8X, 9X quen thuộc với những cánh diều dáng từ giấy học trò lắm lem mực tím, thì trẻ em ngày nay biết đến diều vải, diều nhựa nhiều hơn với hình dáng khác nhau, tất cả tạo nên điểm nhấn cho vùng quê nhỏ bình yên khi hoàng hôn còn chưa buông hết những cánh diều no gió đã thu hút các em nhỏ đến xem thỉnh thoảng khi trời sụp tối những cánh diều có đèn màu ngũ sắc lại tung bay tạo nên không gian đẹp và thu hút